Đa phần mọi người khen là mình rất là giỏi khi mà mình chia sẻ rằng mình đã từng từ bỏ công việc làm ở ngân hàng trong vòng 5 năm để là mình chuyển sang làm ở trong cái lĩnh vực giáo dục. Lúc đó là mình đã 30 tuổi rồi mấy Đấy. bạn. Mình bắt đầu lại với vị trí là nhân viên tư vấn với mức lương thấp nhất trong công Thời ty. điểm đó mình nhận được sự cười chê và chế giễu cũng khá nhiều Nhưng bạn. mà chỉ có bản thân mình hiểu rõ nhất là nơi nào có ý chí, nơi đó sẽ có con Và đường. Quan trọng hơn nữa là mình biết là mình cần điều mình gì. muốn Rằng con đường đi mới này nó sẽ đưa mình đi xa hơn. Và đúng như vậy luôn các bạn. Cuối cùng là mình đã được đi đến đó là Mỹ. Chuyến công tác đầu tiên của mình tại và Hawaii. ngày Ngày hôm nay mình đã gần 40 tuổi rồi và mình bắt đầu học lại ở Mỹ. lại có nhiều bạn lại tiếp tục cười cợt mình, nói là lớn tuổi như vậy rồi học có nổi hay mình không. không hề giải thích, tại vì trong thực tế đã minh chứng rằng ở Mỹ có những người 70 đến 80 tuổi vẫn đi học và đạt được kết quả rất là tốt. Và ở đây giống như mình từng chia Họ sẻ sẽ là không có xem thường và chế nhạo đâu, mà họ càng khuyến khích và còn xem trọng cái việc đi học và nữa. đó cũng có thể là lý do mà nước Mỹ rất là lớn mạnh và giáo dục được đặt lên hàng quay đầu. trở lại mình thấy mình vẫn còn rất là nhỏ bé so với lại những người họ có những cái thành tựu rất là lớn. Và qua câu chuyện của mình cũng chỉ muốn là truyền động lực cho ai đó mà đang trên con đường chinh phục những cái giấc mơ của chỉ mình. cần các bạn có sự quyết tâm, có sự nỗ lực và nhất là có sự kiên định, thì dù là bước chân có nhỏ đến chỉ đâu, cần là các bạn tiếp tục đi và chắc chắn một ngày các bạn sẽ đến nơi mà các bạn mong muốn.